Đây là con trai của một vị thống đốc bang New York và bộ tộc này được cho là đã ăn thịt anh. Nhưng câu chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Ngày 19 tháng 11 năm 1961, đang trên đường đến một bộ lạc xa xôi để tìm kiếm và sưu tầm cổ vật. Khi thuyền của anh gần đến nơi thì gặp trục trặc nên anh quyết định tự mình bơi vào bờ và từ đó không ai thấy anh nữa. Nhiều cuộc tìm kiếm được thực hiện nhưng đều vô ích. Sau đó họ thông báo rằng anh này đã bị nước cuốn đi. Nhưng nhiều người cho rằng anh đã bị bộ lạc này ăn thịt. Tuy nhiên, gần 10 năm sau, National Geographic quay một bộ phim tài liệu về bộ lạc này thì họ phát hiện một điều vô cùng kỳ lạ, đó là có một người da trắng đang chèo thuyền cùng bộ lạc này. Có lẽ anh đã yêu con gái của tộc trưởng.